Ngô khôn! Sư phụ! Pa chia! Pa chia! Út 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 con này sư phụ! Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp review một bộ sưu tập rất là thú vị luôn, với một cái chủ đề mà phải gọi là rất là nổi tiếng, kinh điển, mà anh nghĩ là ở Việt Nam của chúng ta chắc ai cũng phải biết, đó chính là Tây Du Ký. Ok, rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Wow, đây là chiếc hộp còn mới tinh luôn, nguyên siêu ly lông ở ngoài nè. Đóng gói rất là đẹp luôn ha. Ở ngay đây thì các bạn sẽ thấy một dòng chữ tiếng Anh là Journey to the West, có nghĩa là Tây Du Ký đó các bạn. Hoặc là dịch ra nghĩa đen nôm na chút xíu là hành trình đi về phía Tây. Ok, thì đây cũng là một dòng đồ chơi nữa đến từ hãng Popmart, một thương hiệu có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên không giống như khá nhiều những cái thương hiệu làm ăn ý ẻ khác, Popmart luôn được biết đến với sự chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng của từng sản phẩm của mình. Họ có cả một cái chuỗi cửa hàng rất là lớn ở nội địa Trung Quốc, rất là hoành tráng luôn các bạn, chuyên kinh doanh về các mặt hàng đồ chơi sưu tập, đồ lưu niệm vân vân. Thì Popmart họ rất là hay kết hợp với lại những cái nghệ sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật đó các bạn, để tạo ra những cái bộ đồ chơi sưu tập. Và cái bộ Tây Du Ký này nó cũng là một cái sản phẩm đó. Popmart collab với lại nghệ sĩ Kenny's Work, một nghệ sĩ chuyên về thiết kế và đồ họa gốc ở Hồng Kông. Ok, thì cách đây không lâu trên Toy Station anh Khoai Tây cũng đã làm một tập về một cái bộ đồ chơi tương tự, nhưng mà là Popmart đã liên kết với một nghệ sĩ khác có tên là Pucky. Chị Pucky là một nghệ sĩ nữ ha, còn Kenny's Work là một anh nghệ sĩ nam. Thì ở trong video đó anh Khoai Tây cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là kỹ những cái khái niệm về đồ chơi made in China. Có 3 khái niệm tổng cộng ha, cái nào là ý ẹ, cái nào là ok và cái nào là tốt. Thì trước khi có bất kỳ một cái suy nghĩ tiêu cực nào về những cái dòng đồ chơi này, các bạn hãy xem lại video đó, nghe thật kỹ những gì anh giải thích để mình được mở mang hơn ha. Ok, còn bây giờ thì hôm nay các bạn sẽ được chứng kiến một cái sự đỉnh cao khác của designer toy, đồ chơi sưu tập nghệ thuật. Ok, xem nào. Bây giờ anh sẽ đặt cái bao ni lông này ra trước ha, cố gắng xé thật là nương tay các bạn ơi, bởi vì anh muốn giữ cái hộp này nguyên vẹn. Chứ gì mới nhìn xung quanh cái thiết kế của cái hộp thôi là đã thấy mê rồi. Những cái tông màu rất là đã, đỏ ombre xuống dần cam. Còn đây là những cái bóng của dãy núi có màu xanh, những cái họa tiết rừng cây, có những cái đường viền màu ánh vàng kim đó các bạn, rất là đẹp. Ok, mở ra thôi. 1, 2, 3. Ta-da. Wow. Xem nào. Trong đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 pack nhỏ, và mỗi pack sẽ trông giống như thế này. Oh my god, quá đẹp luôn, nhìn bên ngoài thôi đã thấy quá đẹp rồi. Thực ra thì cái gốc của cái dòng đồ chơi này nó có tên là Molly. Đây là phiên bản Tây Du Ký. Molly chính là cái tên của cái em baby này các bạn. Anh nhìn bên đây thì chúng ta sẽ thấy cả một bộ sưu tập ha. Đó là em Molly ở trong những cái trang phục khác nhau của các nhân vật Tây Du Ký. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 phiên bản cộng với một phiên bản bí ẩn. Ở đây, mặc dù là chỉ nhìn thấy cái bóng thôi mà anh đoán đây là kiểu Như Lai Phật Tổ hay sao các bạn. Nhìn thấy cái đầu nè, còn mặt trước thì chắc chắn là Đường Tam Tạng rồi. Rất là dễ thương luôn. Ở bên hông, ở đây các bạn sẽ thấy cái logo chính của cái dòng này, Molly the Painter. Molly họa sĩ, đây là logo chính thức của Popmart. Còn bên đây là logo của anh nghệ sĩ Kenny's Work. Thì nhìn cái hộp thôi đã thấy thích rồi các bạn ơi, rất là thẩm mỹ, rất là đẹp luôn. Bây giờ mở hộp đầu tiên thôi. Wow. Ok, như vậy là chúng ta có chung một cái format của bộ Pucky luôn nha các bạn. Anh nghĩ là do hàng Popmart đó, họ đã có cái format này. Tức là trong một hộp thì chúng ta sẽ có một cái bịch bí ẩn màu trắng như thế này, có logo Popmart, rồi sẽ đi kèm với một cái thẻ. Cái thẻ này cũng chính là cái thẻ riêng của nhân vật luôn. Ok. Nhìn nhân vật này thì chúng ta đã biết là chưa bắt giới rồi. Sao? Cái viên màu đen này thì anh thực sự vẫn chưa biết công dụng. Có thể là sẽ có một cái con chip chống trộm, hoặc là chỉ đơn thuần là một cái đế. Cái này là cái phụ kiện của chưa bắt giới, cái bồ cao. Oh my god, so cute. Các bạn nhìn nè. Nó là bằng nhựa nha các bạn, nhưng mà ở cái đầu này có sơn màu bạc metallic, giả kim loại, rất là hay luôn. Rồi, để xem nhân vật của chúng ta rốt cuộc nhìn ra sao nha. 1, 2, 3. Wow. Trời ơi, dễ thương quá chừng luôn. Ở bên tay phải của em này nó có một cái lỗ, mình sẽ gắn cái bồ cào vô như vậy. Ok, xin giới thiệu với các bạn Molly phiên bản trừ bát giới. Đầu tiên nói về chất lượng thì cũng giống như là bộ Pucky, cũng không có gì phải bàn cãi các bạn ơi, rất là đỉnh cao luôn. Em này hoàn toàn làm bằng chất liệu đặc ha. Đó, phần đầu rất là cứng, bóp mạnh thật là mạnh. Vẫn không hề có một cái độ đàn hồi nào hết. Cho các bạn nghe tiếng rớt xuống bàn. Đó. Ở phía phần tay rồi mình cũng vậy luôn, đều là chất liệu đặc. Còn về nước sơn thì oh my god, hai từ thôi các bạn, hoàn hảo. Đây, close up hết cỡ cho các bạn xem. Đó,
có lem một miếng nào không? Không hề luôn ha. Kể cả là ở những cái chi tiết cái dây thắt lưng quần ở đây nè, thắt thành cái nơ rồi chừa ra hai cái lỗ này, rõ ràng đây là một cái kết quả của cái sự sơn bằng tay nha các bạn. Bởi vì chỉ có thể sơn bằng tay nó mới có thể tỉ mỉ và chuẩn xác được như thế này. Và tay nghề của những cái người thợ sơn họ cũng rất là kiểu đỉnh cao luôn. Ở bên mắt trái có một cái mụn ruồi duyên, cái chấm nhỏ tí tí trên này các bạn. Mới đầu nhìn anh tưởng là bị lỗi nhưng mà không phải. Emoly nào cũng có một cái mụn ruồi duyên ngay chỗ này hết trơn á. Hai cái lỗ mũi heo, trời ơi so cute. Em này thì đặc trưng có một cái đôi mắt màu xanh ngọc như thế này rồi, mở ra rất là to tròn. Em này đang đội một cái nón nha, nhìn giống như là tai mèo hoặc là tai thỏ hơn. Ví dụ như cái top này nó cụp xuống xíu nữa, maybe có thể giống heo. Rồi và cái ý tưởng này thì cũng chỉ là nhân vật Molly hóa trang thành những nhân vật trong Tây Du Ký. Cho nên là tuy là trưa bắt giới nhưng mà không cũng không có cái bụng bự các bạn. Cái thân người cơ bản vẫn là của Molly. Một cái áo khoác hồng, có những cái hoa văn đốm trái tim. Oh cute. Cái quần xanh nè ha. Rồi đi chân đất nha các bạn. Ở bên dưới bàn chân cũng có một cái copyright Pop Mark and His Work. Chút nữa mình sẽ mở ra thêm nhiều emoji thì các bạn cũng sẽ thấy là những em này có một cái tư thế đứng pose chung. Đó là đứng khép chân thẳng người như thế này và hai tay xòe ra. Thì hầu hết tất cả những dòng đồ chơi sưu tập nghệ thuật designer toy họ đều có một cái format như vậy. Một nhân vật, một cái pose, nhưng mà sẽ có rất là nhiều phiên bản rồi nước sơn khác nhau. Mình có thể cho em này đứng trên cái đế như vậy. Đấy, ok. Lấy cái kệ đã cho em này lên nào. À đúng rồi, quên nữa các bạn. Hai cái tay của Emoly này có khớp nha, khớp hai chiều thôi. Đó, có thể đưa ra đằng trước, đưa đằng sau, cả hai tay luôn. À đây. Đó. Những em bất kỳ thì không có chuyện động tay được, chỉ có chuyện động đầu thôi. Emoly này thì chỉ động tay được nhưng mà không có chuyện động ý. Ủa được luôn. Ok, xoay đầu được luôn. Ủa được, thí chủ cho xin miếng cơm chay. Ok, lên đứng đi. Hộp tiếp theo. Ở trong đây có cái thẻ nhưng mà khoan khoan, để mình xé ra mình coi cho nó bất ngờ luôn. Em nào đây? 1, 2, 3. Ta-da-dan. Ok rồi, biết rồi. Đó các bạn, đây là nhân vật nào ở trong Tây Du Ký? Đó, nhìn một vòng đi. Nếu bạn nào chưa đoán ra thì đây, có thêm một cái gợi ý nữa. Đây là cái phụ kiện đi kèm với em này. Rồi, bây giờ thì sao? Các bạn đã nhận ra chưa? Đây chính là Molly phiên bản Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh có nghĩa là bộ xương trắng đó các bạn. Một cái nhân vật quái vật phản diện kiểu rất là kinh điển ở trong phim Tây Du Ký luôn. Rồi cũng chính vì cái con quái vật này mà Tôn Ngộ Không phải cãi thầy 3 lần rồi bị đuổi đi luôn. Một cái biến cố rất là lớn ở trong cái quá trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng nha. Ok, tuy nhiên thì Bạch Cốt Tinh phiên bản này nhìn không có ác xíu nào hết trơn mà còn dễ thương kinh khủng luôn. À với lại cái phiên bản này chúng ta sẽ có dịp thấy được cái mỏ thật sự của cái bà Molly này. Đây, đây là cái phong cách mỏ dịch nè các bạn. Kiểu bậm cái môi dưới rồi đưa cái môi trên ra nhọn hoắt như thế này. Đây là cái thiết kế gốc của cái miệng Molly. Bởi vì hồi nãy ở trong cái phiên bản chưa bắt giới á, thì cái mũi chưa bắt giới tre hết rồi, chúng ta không có thấy được. À, còn cái này là thấy rõ luôn. Chút nữa mở thêm nhiều phiên bản nữa các bạn cũng sẽ thấy như vậy. À, không quên cái nốt ruồi duyên của Molly bên đây ha. Một nửa bên mặt trái có cái phần màu trắng giống như là cái phần mặt nạ của cái đầu lâu á các bạn. Một bộ tóc trắng dài xuống lưng luôn. Ở trên đầu có một cái charm hình cái đầu lâu màu vàng metallic. Một cái đầu lâu vàng nhỏ hơn nằm ở thắt lưng. Rồi một cái trang phục màu xanh ngọc trùng với lại màu mắt. Cũng có những cái hoa văn đầu lâu trắng nhỏ nhỏ. Cũng không có mang giày và phải cầm thêm một cái khúc xương trắng vậy đó các bạn, để cho người ta biết mình là Bạch Cốt Tinh á. Ok, và vì cái tóc em này nó dài xuống đây cho nên là cái đầu không có quay qua quay lại được các bạn, nó vướng cái tóc. Hai tay thì vẫn có thể dở ra đằng trước được. Đây. À, có ai đánh nhà em chơi không? Nhà em có nhiều xương lắm á nha. Còn đây là cái thẻ của em này. Sẽ cho cho em này đứng dưới đây đi. Tại nữa một hàng chơi này mình để đủ thầy trò Đường Tăng luôn ha. Phát thứ ba nào. À, đây là em này nhìn hoành tráng quá vậy. Wow, cái trang phục đẹp quá các bạn ơi. Ok, và đây là chắc chắn chúng ta có phiên bản Long Vương rồi. Tuy là cái mũ này cũng nhìn hơi hơi giống Ngọc Hoàng nhưng không phải các bạn, ná ná thôi. Có cái cặp sừng vàng ở trên đầu nữa, sừng rồng á. Cho nên là anh chắc chắn là Long Vương. Hai cái tay bên này đưa ra. Cái phần tóc của em này được sơn bằng một cái màu kiểu như là óng ánh ngọc trai á các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Và những cái chi tiết chỏm tóc này nọ rất là thú vị. Mặt Emoly, oh my god, phải gọi là quá dễ thương luôn á. Còn về phần mặt, ok, ở đây chúng ta sẽ có dịp thấy mặt của em này full, kiểu không có hóa trang quá nhiều. Đó, và xác nhận rồi ha, đây là cái nốt ruồi duyên của Molly. Cái biểu cảm của em này rất là thú vị, nhìn ở nhiều góc độ khác nhau sẽ thấy khác. Nhìn thẳng thì kiểu như vậy, nhìn từ trên xuống thì cái mỏ nhọn quắc. Nhìn từ dưới lên, đó, mình thấy được cái sơn hồng của cái môi, rất là dễ thương. Còn nhìn bên hông,
Đúng đanh đá luôn các bạn. Còn về cái trang phục ở bên dưới của em này thì quá đẹp luôn. Cái áo tay dài, có cổ tay áo rộng, một cái hoa văn đại dương rồi mặt trời ở ngay đằng trước này. Dây thắt lưng thì màu vàng metallic. Đấy. Zoom gần lại cho các bạn xem cái mão ở trên đây. Đến một cái viên ngọc giống như ngọc thần châu hay cái gì đó các bạn. À, nói về Long Vương thì hình như là có 4 Long Vương tổng cộng. Đông Hải Long Vương, rồi Tây Hải Long Vương, rồi Nam Hải Long Vương gì đó, tức là Đông Tây Nam Bắc á. Còn Emily này thì đang hóa trang thành một Long Vương có cái ngọc màu xanh lá cây, không biết là Long Vương nào ha. Bạn nào có biết thì hãy comment ở bên dưới. Dâng nước lên. Em này thì không có đi kèm theo một cái phụ kiện nào hết. À, chỉ có cái thẻ thôi. Rất đẹp luôn. Đến hộp thứ tư nha các bạn ơi. 4 thầy trò đường tăng hay không? Đây là Tôn Ngộ Không nhưng mà là ở phiên bản Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung các bạn ơi. Molly với hóa trang của em khỉ Tề Thiên Đại Thánh. Đấy. Đây là Tôn Ngộ Không trước khi cùng đường tăng đi tỉnh kinh nha. Cách nhận biết là do cái bộ giáp này nè các bạn. Bộ giáp đỏ và có những cái chi tiết metallic vàng. Em này thì cũng không có đi kèm theo phụ kiện gì hết. Anh nghĩ nếu mà có luôn cái thiết bản thì hay hơn. Đó, đây là cái thẻ của em này nè. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, bởi vì còn một phiên bản của Tôn Ngộ Không nữa. Cái chi tiết tai của em này rất là ngộ nghĩnh ha. Có 3 cái múi lận, rồi một cái quả đầu lông màu vàng nè. Anh nghĩ cái thiết kế này giống như lại Teyuki phiên bản phim hoạt hình hơn. Bộ giáp ở dưới bên này quá đẹp luôn các bạn ơi. Không có cái lời gì để mà gọi là chê bai được hết trơn á. Tay em này thì cũng có thể đưa lên đưa xuống được, nhưng mà một cái biên độ nhỏ hơn, bởi vì vướng cái chi tiết cầu vai ngay chỗ này. Và bây giờ 4 em rồi thì em này mới được mang một cái đôi giày. 3 em kia nãy giờ mang chân không không à. Ok, xem nào. 72 phép thần thông biến hóa. Biến. Hộp thứ 5. Không biết khi nào hôm nay mình hên mình mở ra được phiên bản hidden luôn không các bạn ơi. Các bạn hãy bấm một like nha bây giờ nếu như chưa. Tiếp thêm sức mạnh tinh thần ha. Xem nào. 1, 2, 3. Ồ, rồi à. Em này nhìn xa thì hơi giống nàng tiên cá nha các bạn. Nhưng mà không phải đâu. Nguyên một con nhện to đùng ở trên đầu nữa các bạn. Đây chính là một trong 7 con yêu nhìn nhện nha. Đó. Trời ơi, siêu dễ thương luôn các bạn ơi. Một cái mái tóc trắng, rồi đội trên đầu nguyên một cái quả tơ nhện màu xanh như thế này. Những cái chi tiết tơ nhện như vậy đó các bạn là nó nổi lên luôn á. Khi mà sờ tay qua chúng ta sẽ thấy. Rất là hay luôn. Từng cái đường kẻ sơn cũng rất là đẹp luôn, không có bị lem. Rồi cái con nhện đen này làm cũng ok nè các bạn ơi, đầy đủ 8 chân. Cái mặt của Emily này có một cái thiết kế kiểu rất là đơn giản, nhưng mà không hiểu vì sao mỗi lần nhìn đó cảm giác rất là có hồn các bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt nè. À không, nó đúng hơn là có một cái thần thái gì đó, ngộ lắm, rất là thu hút. Đó, ở dưới là một cái trang phục bikini nè ha. Có một cái chấm đỏ ngay lỗ rốn. À, sẵn tiện thì các bạn biết lỗ rốn tiếng Anh là gì không? Là navel nha các bạn. Rồi hai bên cánh tay em này thì cũng xòe ra. Ở bên dưới là một cái váy cũng có những cái hoa văn tơ nhện, mà kiểu nó chụm lại như vậy nè. Cho nên nhìn xa thì chúng ta có thể hiểu lầm là một cái đuôi tiên cá. À, có một cái chi tiết ngay thắt lưng chỗ này màu vàng metallic. Hai cái vòng tay cũng như vậy luôn. Rất đẹp, rất chi tiết các bạn ơi. À, các bạn nhìn kỹ cái chi tiết hai bàn tay nè. Này đang để kiểu ngón tay dài. Y chang như là Spider-Man lúc mà bắn to luôn nha. Súp súp kiểu vậy. Không biết là Spider-Man copy 7 con yêu nhìn nhện hay là 7 con yêu nhìn nhện copy Spider-Man nữa. Ok, và tay em này cũng có thể đưa lên như vai. Spider-Girl. Em này thì phần trang phục cũng không có bị vướng như gì, cho nên nó có thể quay được 360 độ phần đầu. Và đây là cái thẻ của em này đây. Ok, có thể để đây nha. Hay là các thể loại nhân vật yêu quái phản diện thì mình cho đứng một hàng chung với nhau đi. Tiếp với hộp thứ 6 luôn. Thì nếu như không có gì thay đổi giống như hộp bất kỳ, khi chúng ta mua một cái thùng full như thế này các bạn, là sẽ không có bị trùng ha, mình sẽ được đủ bộ 12 em. À nhưng mà lỡ khi mà được nhân vật hidden, tức là em thứ 13, thì sao ta? Trường hợp đó mình cũng chưa biết nữa. Tại vì chưa bao giờ mình mở ra được nhân vật hidden các bạn ơi. Rồi à. Đây. Nhìn cái phụ kiện vũ khí này thì chúng ta biết nhân vật nào rồi ha. Một cái cây dài có một cái đầu giống như là cái này không biết gọi là cái gì nữa, kiểu như là cái sấn sấn á. Rồi cái này là cái dao hình cái mặt đang lưỡi liềm, rất là đẹp luôn. So cute. À không, đúng ra thì vũ khí thì cũng không có dễ thương lắm đâu, nhưng mà nó tí hon vậy đó các bạn. Yeah, không ai khác ngoài Sa Ngộ Tịnh, hay còn gọi là Sa Tăng chứ không phải là xe tăng nha các bạn. Hồi nhỏ anh thấy có rất là nhiều bạn gọi là xe tăng. Này, để anh gắn cái vũ khí lên cho bạn này cái đã. Những cái phụ kiện vũ khí này có đi kèm theo gắn vào cái tay thì nó hơi khó khăn một chút xíu nha các bạn, bởi vì nó làm rất là khít đó, nhưng mà một khi mà đã gắn vào được á thì cực kỳ chắc chắn luôn. Mình có lỡ vô tình làm rớt xuống cũng không có rớt cái vũ khí này nữa. Rồi đây là cái thẻ của em này, chữ này là Sa Ngộ Tịnh. Không, này đọc đại nhân vậy đúng không nhá. Cho các bạn xem 360 độ của em này.
Theo như phiên bản Taiyuki gốc mà anh được biết thì Sa Ngộ Tịnh chính là một con thủy quái tu luyện thành tinh và được Phật Tổ hay là Quan Thế Âm Bồ Tát gì đó giao cho nhiệm vụ là hộ tống Đường Tăng đi thỉnh kinh nha các bạn. À, còn chưa bắt giới thì là Thiên Bồng Nguyên Soái, kiểu là tướng ở trên trời á, nhưng mà bị thô lỗ với hàng Nga quá cho nên là bị đầy xuống làm heo luôn, rồi cũng phải làm cái mission đó là đưa Đường Tăng đi thỉnh kinh luôn. Đầu tiên thì ở em Sa Tăng này chúng ta thấy một cái chi tiết nón ở trên đây, nó dính liền với lại cái phần tóc luôn các bạn, chứ không phải là hai bộ phận rời, nhưng mà đường sơn rất là hoàn hảo cho nên chúng ta có cảm giác như là nó rời nhau. Một cái nón màu xanh có cái đường viền cái vòng kim cô này nè, màu metallic vàng, cái phần tóc quăng đó nhìn nó cục như vậy và rất là đã luôn các bạn ơi. Hai bên tai có đeo hai cái khuyên rất là to nữa, bên trái và bên phải. Ở cổ thì có đeo một cái chuỗi hạt rất là to hình những cái đầu lâu, để cho các bạn xem gần một chút xíu. Trang phục thì cũng có một cái màu hồng giống như là Trư Bát Giới, nhưng mà thay vì những cái đốm hình trái tim thì là những cái đốm tròn. Thắt lưng là một cái dây màu xanh, quần lửng màu xanh luôn các bạn. Trời ơi dễ thương cực kỳ luôn. So cute. Rồi cũng đi chân không nữa. À, những em Muli rất là mạnh mẽ, toàn đi chân không. Nói vậy thôi chứ đừng có bạn nào đi chân không ra đường nha. Rồi tay em này thì cũng có thể đưa lên, đưa đằng sau thoải mái, biên độ rất là rộng. Tay cầm vũ khí này cũng vậy, có thể đưa lên vậy. Tại nghe có tiếng kêu cứu của sư phụ. Sư phụ chờ con. Ok, nhân vật thứ hai ở trong team thỉnh kinh. Hộp thứ 7. Ô à, cảm giác cái hộp này nó nhẹ hơn những hộp khác. Không biết có đúng không nữa. Rồi, chính xác luôn các bạn ơi, anh đang nghi là Tôn Ngộ Không mở ra thấy cái thiết bản này. Này, lấy ra cho các bạn xem. Đây chính là cái cây thiết bản của Tôn Ngộ Không. Hồi đó anh coi phim thì nhớ nó có một cái tên rất là hay, Gậy Như Ý. À không, cái tên khác là Gậy Như Ý, nhưng mà cái tên đúng của nó là cái gì? À rồi, Định Hải Thần Trâm. Nghe hay không? Trên cái thân của thiết bản này nó có một cái chữ nữa là Moly King, một cái thân màu đỏ rồi hai đầu có màu vàng ánh kim. Ok, như vậy chắc chắn em trong này sẽ là Tôn Ngộ Không rồi. Voila. Yeah, gắn cái thiết bản lên tay của Tôn Ngộ Không cho các bạn xem một vòng của Tôn Ngộ Không. Đây là cái tạo hình của Tôn Ngộ Không ở trong phiên bản phim hình nha các bạn, cho nên chắc chắn nhìn không có giống như là trong phim thân người thật đóng rồi. Còn không có một cái bộ lông màu nâu, đầu đeo vòng kim cô, rồi ở xung quanh mắt nó có một cái giống như là mặt nạ màu đỏ vậy đó, nhưng mà không phải, nó là cái da mặt nó như vậy luôn. Bên dưới là một cái áo màu vàng, rồi một cái tấm khăn da hổ. À, cái này là được sư phụ Tam Tạng may cho nè các bạn. Bên dưới là một cái quần ấy này giống như quần legging với màu đen, màu đỏ, rồi giày màu đen luôn. Tay thì cầm thiết bản, đứng rất là dễ thương luôn các bạn. Mình có thể tạo hình một chút cho em nữa. À, như thế này. Mà cái tay của Tôn Ngộ Không là tay tròn. Ủa cái tay này thì nó đúng hơn ta. Quê. Xem nào. Hai em này lại có hai cái phiên bản tay khác nhau các bạn. Ok các bạn ơi, anh đang nghi vấn một cái này. Các bạn hãy chờ anh chút xíu, anh sẽ quay trở lại ngay thôi. Ok các bạn ơi, lại một lần nữa, nổi tiếng tìm hiểu ngoài đời chỉ bằng một giây trên YouTube thôi. Đây này, hồi nãy mở ra cái em khỉ này nè, nhìn thấy cái tay thì anh cũng hơi nghi vấn ngờ ngợ rồi. Mà nhìn cái bộ đồ này thì chắc chắn là Tề Thiên Đại Thánh rồi. Nhưng mà bây giờ anh sẽ dùng app Translate của Google. Đây, anh sẽ chụp hình luôn. Đó, thì cái tên của em này, mình tô đây, thì nó dịch là Tôn Ngộ Không, là chính xác rồi ha. Tuy nhiên, đây em này nè các bạn, tô ở đây một cái, dịch là khỉ sáu tay. Đó thì anh thấy hoàn toàn hợp lý, bởi vì cái tay này rõ ràng là một bên ba cái nè, 1, 2, 3 là 6. Xong rồi kiểu, what? Như vậy là anh đã dành cả tuổi thơ cho tới tận bây giờ mười mấy, 20 năm sau rồi mà các bạn mới nhận ra. Mình không biết là có một con khỉ sáu tay tồn tại trong Taiyuki nữa. Và sau khi đã cất công dạo một vòng Google tìm hiểu một số những cái nguồn, thì anh mới phát hiện ra một cái chân lý mà bảy đầu này anh chưa biết. Đó là thật sự ở trong truyện Taiyuki có tới 4 con khỉ thần thông quảng đại lận các bạn. Thì Tôn Ngộ Không á chính là con khỉ có tên là Linh Minh Thạch Hầu. Nó là một con khỉ đá. À, thì đúng rồi, ở trong cái đoạn intro của cái phim Tôn Ngộ Không hồi xưa đó, các bạn thấy là có cái đoạn mà cái hòn đá xong rồi nổ cái bùm, cái chiu 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 bùm bùm như kiểu vậy. Đó, Tôn Ngộ Không bay lên ha, được sinh ra. Rồi, còn cái con khỉ này nó có tên là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, dịch mà sát nghĩa luôn á là con khỉ đẹp có 6 cái tai. Đó thì còn hai con khỉ kia nữa, nhưng mà tạm thời mình không có liên quan. Cái chuyện gốc thì nó cực kỳ dài dòng rồi, tình tiết tùm lum tà la hết, nhưng mà các bạn có hiểu nôm na là như vậy. Ở trong truyện gốc của Ngô Tự Ân thì nó có một cái tình tiết, đó là trong lúc Tôn Ngộ Không đang dẫn Đường Tăng đi thỉnh kinh thì cái con Lục Nhĩ Mỹ Hầu này nè, nó mới giả dạng thành Tôn Ngộ Không y chang luôn, y chang về hình dáng rồi tới phép thần thông quảng đại biến hóa gì đấy, không khác một cái gì luôn các bạn. Không ai ở dưới người phàm có thể phân biệt được hết. Và Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu quyết định mà bay lên trời luôn để mà nhờ phân giải thật giả. Sau khi tới Như Lai Phật Tổ thì mới có thể phát hiện ra được, rồi sau đó thì con khỉ Lục Nhĩ Mỹ Hầu này nó mới được thu phục. Rồi với lại do đó là hồi nhỏ mà anh coi á thì mình coi mình yêu thích về những cái mặt hình ảnh, cái câu chuyện chung chung, chứ còn mà đi sâu vô quá thì không biết luôn. Và hóa ra hôm nay nhờ cái bộ đồ chơi này mới được bổ sung lại một tí kiến thức về Taiyuki các bạn.
Hàng chi xanh thấy ủa sao cũng là Tôn Ngộ Không mà khác nhau về diện mạo màu lông, rồi nhất là cái tai nữa, khác nhau dữ vậy? Hóa ra là như thế. Ok, như vậy tóm gọn lại thì trong cái bộ sưu tập này chỉ có một phiên bản Tôn Ngộ Không thôi, còn đây là con khỉ sáu tai Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Wow, kiểu như là được khai sáng luôn các bạn, tất cả nhờ vào công của chị Google. Hộp tiếp theo nào. À đây, à đây. Okay, đây. 1, 2, 3. Wow, em này đẹp nè. Có một cái tông màu đen từ tóc cho tới trang phục luôn, và những cái đường viền màu metallic gold rất là đẹp. Có một cái áo choàng màu đỏ nữa, giống như Superman các bạn. Ok, và em này là Ngưu Ma Vương. Mơ. Không có liên quan mấy nhưng mà hai cái sừng này nhìn có vẻ giống Loki các bạn. Nào, đúng hơn thì đây là Molly ở trong trang phục của Ngưu Ma Vương. Một cái bộ tóc màu đen tuyền luôn nha các bạn. Có hai cái tay chỉa ra 90 độ như thế này. Cặp sừng thì rất là đẹp, phải nói rồi. Có một cái độ uốn lượn rất là hay. Wow. À, với lại cái kiểu tóc này hình như là cái kiểu tóc phiên bản gốc của Molly luôn á. Là phiên bản Bạch Cốt Tinh thì chúng ta cũng có một cái kiểu tóc y chang. Đây các bạn xem nè. Thì đối với những cái trang phục nào mà nó không có đòi hỏi phải hóa trang về đầu tóc luôn á, thì nhà thiết kế sẽ để cái đầu original của em này. Ồ, và từ nãy tới giờ thì em này là em đầu tiên có một cái đôi mắt màu đen. À, đặc biệt nha. Rồi còn về cái trang phục bên dưới thì những cái đường viền màu vàng metallic này, ngay thắt lưng có cái logo hình con trâu nè. Đó, cả một cái đôi giày boot vàng luôn. Quá xá đẹp. Và cái biên độ cử động tay của em này thì cũng giống như là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, bởi vì vướng cái cầu vai ngay chỗ này cho nên là cử động cũng không có được nhiều các bạn. Đó, chỉ như vậy thôi, chút xíu ha. Đầu thì cũng có thể xoay qua xoay lại 360 độ luôn. À, với lại mới phát hiện một cái là cái thiết kế của những em Molly này nè, khi mà mình để gần nhau á, ví dụ để hai ba em đi. À đây. Ui, đang giơ tay ra nắm tay nhau các bạn. Oh my god, so cute. Love it. Bởi vậy tao nói cái gì nó cũng phải có lý do của nó chứ. Rồi, đây là cái thẻ của em này luôn. Em Ngưu Ma Vương này thì tính là cũng thuộc hàng yêu quái chứ nhỉ. Vậy cho đứng hàng này luôn. Hộp thứ 9. Đây, các đệ tử đã đông đủ rồi, bây giờ chỉ còn chờ có mỗi sư phụ Đường Tăng thôi. What? Yeah, mới nhắc đã thấy luôn. Rớt ra cái phụ kiện là mình nhìn biết ngay các bạn ơi. Mở em này ra luôn. Ủa, thấy cái chân trước. Wow, hoành tráng quá. Và đây là Molly ở trong phiên bản sư phụ Đường Tam Tạng. Oh my god, quá đẹp luôn các bạn ơi. Ngô Tín có mặt luôn. Ồ, ở đây đông vui quá cho ta tham gia với. Ồ, rồi, thôi mình đi đi sư phụ, mình đi đi. À, ok. Ủa, đi đâu hết rồi? Thôi làm trò vậy đủ rồi. Mình xem thiết kế của em này coi. Đầu tiên thì phải nói là một cái nón rất là hoành tráng của Đường Tam Tạng các bạn ơi. Anh không có rành lắm nhưng mà cái nón này phải là những sư trụ trì hoặc là chức cao ở trong chùa đó mới được đội. Có hình những cái hoa văn hình như là Phật Tổ đang ngồi như thế này. Có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mặt xung quanh luôn. Ở trên nhìn xuống thì hoàn toàn là màu metallic vàng. Có hai cái chi tiết, cái khăn dây rớt xuống hai bên. Mặt em Molly thì cũng bình thường. Dở cái này lên một tí thì các bạn vẫn thấy có cái nút ruồi nha. Phiên bản này thì tóc của em Molly cũng là một cái tóc trắng original. Đeo dưới cổ là một cái chàng hạt màu nâu. Rồi nổi bật là một cái chiếc áo cà sa các bạn ơi. Một chiếc áo rất là đặc biệt do Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho Đường Tam Tạng. Bởi vì hồi nhỏ coi mà coi ghiền luôn các bạn. Rồi còn nói về cái phụ kiện của em này thì nó là một cái cây trượng. Anh nhớ nó có một cái tên dài lắm thiệt luôn. Cái gì mà tích trượng gì đó, hình như là 4 chữ mà bây giờ không thể nào mà nặng ra được. Nói chung là nó là một cái cây trượng làm bằng vàng ròng rất là đẹp luôn. Theo đúng thì nó còn một số những cái chi tiết kiểu lủng lẳng đeo ở bốn cái cạnh này, nhưng mà có lẽ là đây là phiên bản đồ chơi làm như vậy thì cũng hơi căng. Có một cái quả cầu màu đỏ nằm bên trong, nhìn cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thí chủ có rảnh không đi thảnh kinh chơi? Và với sự có mặt của sư phụ Đường Tăng thì đã đủ bộ bốn thầy trò. Siêu dễ thương, siêu thích luôn các bạn ơi. Ok, tới hộp thứ 10. Đây, nhìn cái phụ kiện này các bạn đã đoán ra được nhân vật nào chưa? Ta-da-da!
Ok, và nếu như bạn nào comment là bà La Sát, nhân vật này chính là vợ của Ngưu Ma Vương. Ở trong truyện và phim thì có hẳn cả một tập về hai nhân vật này luôn. Có thêm một đứa con là Hồng Hà Nhi nữa, nhưng mà có vẻ là không có trong cái bộ sưu tập này các bạn ơi. Ok, xem đến cái thiết kế của em này. Một cái mái tóc bình thường, màu đen, nhưng mà có hai cái búi tròn ở trên đầu. So cute. Một cái phụ kiện trang sức là cái chuỗi ngọc và trắng nối từ cái búi này qua cái búi này nữa các bạn. Hai em này đều có mắt màu đen hết các bạn ơi. Ok, đặc biệt ha. Anh rất là thích cái trang phục của phiên bản Molly bà La Sát này. Kiểu như là cái thiết kế nó cũng đơn giản các bạn, có những cái tông màu pastel hồng với lại xanh nhẹ dây thắt lưng vàng nữa. Ở đằng sau này nó có một cái giống như là thủy thủ vậy đó, rất là nhã nhặn, rất là nữ tính luôn. Còn đây là cái quạt ba tiêu đó, cái vũ khí rất là lợi hại của bà La Sát. Và để vượt qua được cái dãy núi hỏa diệm sơn thì Tôn Ngộ Không đã phải năn nỉ ý ôi mượn cho bằng được cái quạt của bà La Sát này để quạt tắt cái ngọn lửa trên núi hỏa diệm sơn rồi mới đi thỉnh kinh tiếp được đó. Nhìn cái quạt nhỏ nhỏ nhưng mà công suất rất là lớn nha. Hai em này đứng kế nhau bởi vì là một cặp. Rồi, chỉ còn có hai part cuối nữa thôi. Chúng ta mở đến với part thứ 11. Whoop, vẻ. Cái bọn này giống như là nhân mã. À, đó. Xem nào, đâu rồi. Ok, từ nãy tới giờ thì toàn lo để ý những cái nhân vật chính không các bạn. Còn có một cái em này, màu trắng nè. Ok, xem nào. Rồi, sau khi đã Google cái ba cái chữ này thì nó đọc là Bạch Long Mã các bạn. Chúng ta hay gọi là Tiểu Bạch Long á. Đây là cái thẻ của em này. Mới đầu nhìn đằng trước như vậy thì tưởng là một nhân vật đứng hai chân bình thường thôi, hóa ra wow, rất là đặc biệt luôn. Rồi nhớ rồi, như vậy thì Đường Tam Tạng có tới 4 đồ đệ lận. Mới đầu là thu phục vào Tôn Ngộ Không trước ha. Sau đó là tới em này. Bởi vì em này là một con rồng trắng, kiểu rồi cũng gây náo loạn một chút xíu. Sau đó cũng được giao ra mission là đi thỉnh kinh với lại Đường Tam Tạng. Em nào mà quậy quọ là bắt đi thỉnh kinh hết. Thì em Bạch Long này bị bắt biến thành ngựa để cho Đường Tam Tạng cưỡi. Sau đó là đi tới thu phục và bát giới, và cuối cùng là thu phục Sa Tăng. Ok, như vậy là tới 5 thầy trò rồi các bạn, không phải là 4 thầy trò. Đây, cho các bạn xem một vòng của em này. Một cái nước sơn kiểu ánh ngọc trai rất là đẹp luôn các bạn. Hai cái tay nhỏ hai bên, rồi có một cái charm huy hiệu rất là to ở đây, một cái viên ngọc màu đỏ. Những cái phụ kiện đeo đằng trước ngực, rồi cái yên ngựa cũng vậy các bạn. Rồi có một cái tông viền màu vàng metallic rất là đẹp luôn. Rồi cái đuôi nhỏ xíu xíu, không có cân đối gì người hết trơn. Không, nhưng mà dễ thương. Tính ra em này có tới hai tay và bốn chân. Ok, Bạch Long cũng là con của Long Vương, cho nên là đứng kế Long Vương nè. Mà chỉ có điều là anh không chắc là con của Long Vương nào thôi. Có 4 Long Vương lận. Bạn nào có biết thì hãy comment ở bên dưới ha. Rồi, và chúng ta đến với phiên bản của em Molly Tây Du Ký cuối cùng. Liệu rằng có được phiên bản bí ẩn hay không? Xem nào. Chuẩn bị chưa các bạn ơi? Hồi hộp quá. 1, 2, 3. Turn. Ok, như vậy là không được rồi. Nhưng mà không sao cả. Bởi vì với em này chúng ta đã hoàn tất được bộ sưu tập và chính thức 12 nhân vật Molly Journey to the West Tây Du Ký. Như em này có một cái phụ kiện. Đây rồi. Hai phụ kiện luôn. Wow. Đây là cái thẻ của em này nha các bạn. Đây chắc chắn không ai khác ngoài nhân vật Natra. Nhân vật Natra thì sở hữu rất là nhiều vũ khí. Nhưng mà cái bộ này thì đi kèm với lại hai món. Đây là cái vòng càn khôn. Đeo như thế nào nhỉ? Ui, có vừa không? Oh no, ok, được. Anh nghĩ là đeo như thế này. Rồi, còn đây là cái thương lửa gắn vào tay trái. Wow, rất là dễ thương luôn. Em Molly ở trong trang phục của Natra. Rồi, em này thì rất là nổi bật với một cái tông đỏ. Cả một cái mái tóc đỏ rực luôn nha các bạn. Hai cái búi trên đây nữa, được cột bởi hai cái chi tiết vòng metallic vàng nè. Rồi, ở bên dưới thì là trang phục của Natra. Kiểu như là đây là cái yếm á. Rồi bên dưới cái đai lưng quần cũng khá đẹp, là một cái quần thụng và lửng. Cái vòng này cầm lên xong rồi nó cứ tụt như vậy hoài các bạn. Hay vậy đó đi. Đấy, giờ lên. Ok, và hai bên cổ tay của em này thì có đeo mỗi bên hai cái vòng nhỏ nữa. Rồi cool. Cái vòng càng khôn này thì cũng ok rồi hả các bạn ha. Màu metallic vàng, và cái thương này cũng rất là đẹp nè. Nhìn cái sơn ở đây, cái màu nó không có bóng, giả như được màu của gỗ. Còn ở trên đây là màu kim loại, rất là hay. Chưa kể em này có chi tiết cái viên ngọc đỏ giữa ngực nữa. Rất là đẹp, rất là nổi bật luôn các bạn ơi. Oh,
hi ô hi hi hê ô hi ô hi ô hi hê. Ok các bạn ơi, như vậy là Toy Station của chúng ta vừa mới được bổ sung thêm một bộ sưu tập với một chất lượng đỉnh cao và một cái chủ đề cực kỳ thú vị, có thể gọi là được liệt vào một trong những cái chủ đề gọi là tuổi thơ ùa về vậy đó. Rồi các bạn nghĩ sao về dòng đồ chơi này, về chất lượng, về thiết kế, rồi cũng như là tất cả những cái kiến thức về Tây Du Ký mà các bạn biết? Hãy comment tất tần tật ở bên dưới phần comment nhé. Và nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh khoai tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh khoai tây sẽ trở lại với trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biết. Ta ra ta ta ra ta 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 ta